Hello, xin chào các bạn nha. Đây là đang trong thung lũng của núi Giáp Bạc, quê mình. Đàn cò bay đẹp quá. Đã ta di chuyển đi đâu không biết. Mình nghĩ chỗ này phải đến mấy trăm con đấy. Đây là nơi trú ẩn của nó mỗi khi chiều về, chiều tối về. Chắc là tối ngủ ở đây đấy. Đẹp quá. Mà khi chỉ có tầm gần trăm con thôi. Nhưng hôm nay không biết ở đâu lại về để đông thế. Chắc là họ về để ăn rằm đấy mà. Có không biết ăn rằm đấy các cụ ạ. Đẹp đấy. Mỗi con một cành thể đậu. Bây giờ mà có tiếng gì nổ cái là nó sẽ bay hết ngay. Mà mình nghĩ là sẽ tối nay sẽ ngủ ở đây.